viên này để rồi hòa thượng đủ đầy một cái năng lực để vượt qua và thấu rõ được tình đời và ý đạo cái xã hội ngày nay. Như tôi đã chia sẻ với đại chúng là cái xã hội gọi là mạnh được yếu thua, thậm chí nói nó nặng nề, nghe nó khó nghe nữa, đó là cái xã hội ngày nay chó lên làm người, người xuống làm chó. Cho nên nói vậy thì nghe nó khó nghe đến một cái người gọi là tu sĩ, mà người tu mà nói vậy thì nếu những ai mà còn chấp văn tự thì rất khó nghe, nhưng mà đó là sự thật, hãy nghe. Không có nỗi đau thương nào bằng cái nỗi đau thương mà con phản cha, mà trò phản thầy, mà tớ phản chủ, mà thần phản quân. Đối với chùa Kỳ Quan 2 thì thật sự còn biết bao nhiêu ông quan chứ. Còn tôi biết là có thầy Quan Hạnh, là cái thầy này thật sự là ổng không có bon chen cái danh, cũng là đi học có học vị đàng hoàng, còn quan lý, còn mấy quan nữa chứ. Vậy thì bây giờ cái tình trạng cái chuyện mà tổ chức mà thanh trừng việc kỳ chùa Kỳ Quan 2 thanh trừng với nhau như vậy, nó thô thiển quá. Tôi cho rằng nó thô thiển quá. Mà nó thô thiển tới mức mà những người có sự nhận biết cần phải lên tiếng. Còn ngày hôm qua thì tôi xin nói là mâu thuẫn là tất cả Phật tử không cần lên tiếng. Nhưng mà cần lên tiếng là cần những người lên tiếng là những người mà có cái khả năng phải cần lên tiếng. Ví dụ như tôi dầu là thân quen đó, nhưng mà cũng có cái tiếng nói, cũng cần lên tiếng. Không ngờ ở ngoài đời nó có sự thanh trừng một cách đau thương biến đổi, mà trong đạo bây giờ cũng có sự thanh trừng, mà thanh trừng cái người nào đó đạo diễn dở ẹt, mà thanh trừng cái kiểu tiến sĩ Phật học. Chứ nếu mà thanh trừng với nhau kiểu khất sĩ nhà Phật, kiểu vô thượng sĩ của Phật môn, thì tôi nghĩ rằng nó không có vấn đề mà gọi là đáo lộn lèo trái gió. Nói theo kiểu 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 bà Hồ Xuân Hương á, thiền từ đã muốn về Tây Trúc trái gió cho nên cứ lộn lèo. Các vị đừng nói tôi nói ngược nói xuôi gì nghe, các vị đừng bao giờ hiểu là hiểu, cần hiểu không, không nên mà comment là đảo từ đảo ngữ gì hết. Mà tôi nói cuộc đời nó như vậy, trái gió cho nên cứ lộn lèo. Rồi sẵn đây rồi nói cũng nói luôn à, tôi nói giờ các huynh đệ biết là cho tôi sống thật với những ngày còn sống. Cái tác phẩm Chứng Đạo Ca mà tôi giảng cho chư huynh đệ, mà ai mà có duyên nghe từ giảng các lần trước tới cái giảng lần này, mà tôi nói là giảng lần này là cái lần gọi là giảng trạch tân tu, là cũng là lần giảng cuối cùng trong đời của tôi, chứ tôi nghĩ rằng tôi không có cái thời giờ mà để giảng lại tác phẩm Chứng Đạo Ca này một lần nữa đâu. Thí dụ như bây giờ mới tới cái bài thứ 41 thôi mà đã 52 kỳ, mà tất cả là 56 bài, mà bây giờ bài 41 thôi mà 52 kỳ. Và tôi nói cho chú để biết là ngay từ đầu tôi đã nói rằng tác phẩm Chứng Đạo Ca này tôi tâm đắc, và tôi hồi xưa đối với trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông, thời mà ngài còn ở Quỳnh Mai tỉnh Thất, ngài dịch tới đâu là tôi thuộc tới đó. Tôi nói thành thật như vậy, cho tới khi mà ngài dịch giữa chừng, ngài về Tha Hối Am ở Tân Nguyên thì tôi cũng thuộc tới đó. Và tôi đã nói rằng tôi
Nếu tôi nói ra là tôi khoe khoang, là tôi lãnh sứ mệnh, là lời phát nguyện của tôi để nói cái chánh pháp của Như Lai, mà trong đó cái bậc thầy truyền dạy cho tôi là Hòa Thượng Từ Thông, thì sợ các huynh đệ nói rằng là tôi nổ, tôi mệnh danh Hòa Thượng, cho nên mấy bao nhiêu năm tôi đâu có dám nói gì nhiều. Chỉ có thời gian gần đây rồi mọi người phát hiện ra, rồi tôi mới dám nói, thôi lỡ rồi thì nói luôn, để cho họ biết cái tư tưởng mình là mang cái hoài bão, cái tư tưởng của ai. Thì cuộc đời này nó là cái chuyện thường, hãy mình học trò của thầy nào thì ít nhiều mình cũng phải có cái tư tưởng của vị thầy đó. Thì tôi là học với thầy Hòa Thượng Từ Thông từ năm 92, là tôi chưa vào trường Phật học mà tôi đã theo ngài, gần gũi ngài ở tại Quỳnh Mai Tịnh Thất, cho tới khi vào trường Phật học, cho tới khi ngài lên Thao Hối Am, cho tới khi xong trường Phật học ngài lên trên Liễu Liễu Đường mà ở ở Lâm Hà Đà Lạt, cho tới ngày hôm nay. Thì bây giờ cái việc giảng dạy với cái mang cái tư tưởng của Hòa Thượng là cái chuyện lý đương nhiên. Thành ra bây giờ thầy tôi dạy tôi như vậy, mà thầy tôi học với ai, học với tổ như vậy, rồi tổ học với ai, tổ học với lời của Phật như vậy, thì nó cứ nó truyền thừa như vậy, thì tôi cũng phải căn cứ vào cái chuyện đó mà tôi giảng, dầu là tôi có thêm có thắt, tôi có gọt có xén, tôi có thêm chút gia vị cho nó, thêm cái phần với cái khả năng của mình trong cái giai đoạn hiện tại. Nhưng mà rồi tôi thấy tất cả, tới bây giờ tôi cũng nói với tất cả các huynh đệ rằng tất cả trang YouTuber hoàn toàn không có trang nào mà của tôi làm nữa hết. Dầu rằng tất cả cái email, cái Gmail của tôi là từ cái trang website cho tới trang YouTube, và gọi là cái kho chứa của tôi đó, là tất cả các Phật tử biết hết. Mấy Phật tử mà làm việc là tự biết, tôi không có một cái gì riêng tư. Cho tới ngày nay à, các huynh đệ biết rằng là nhiều khi mở cái mail mà tôi còn không rành, mà chỉ có cài sẵn vô cái phone rồi tôi bấm tôi coi thôi, để mà mỗi tháng thì cái gì nó báo là tiền này tiền kia tiền nọ mình biết vậy thôi, mình trả tiền vậy thôi. Thành ra tất cả các cái trang YouTuber mà của mấy huynh đệ học trò tử đệ làm hiện bây giờ á, thứ nhất là tất cả các huynh đệ hễ cùng giao mà quảng tuyên chánh pháp thì không được phiền não, không được bất cứ một điều gì xảy ra. Tôi biết là một ngày bây giờ các trang YouTuber mà những bài giảng của tôi là có thể coi ngàn ngàn người. Cái thời gọi là cái thời nó tới đó. Mà tôi biết nhân duyên sanh là phiền não sanh. Tôi vẫn biết cái câu đó, nhân duyên sanh phiền não sanh. Nhưng mà tôi vẫn phát tâm, vẫn ngày ngày là coi như hễ còn sức khỏe là còn nói không nghỉ, nói thuần thao, nói để mà giống như là chèo cái con thuyền giữa biển khơi để mong vớt người hữu duyên. Lý đương nhiên là tôi từng đã tuyên bố với các vị là tôi gây oan gia trái chủ nhiều lắm, và tôi biết bản thân tôi ngày nay là thập phương thọ địch chứ không phải tứ bề thọ địch. Tôi biết điều đó chứ không phải tôi không biết, nhưng mà nó may mắn cho tôi là tôi đang ở ngoại quốc, tôi đang ở ở một quốc gia nó có một cái tự do ngôn luận, nhưng mà tôi không hề chèn ép ai, tôi không hề đập đổ ai, tôi không hề vu khống ai, và tôi không hề khăm dọa ai, mà tôi nói lên cái tiếng nói sự thật của chánh pháp, những cái gì tôi được học, tôi được nghe và tôi được trải nghiệm trong cái quá trình của mình, bản thân mình. Thành ra tình cờ trưa nay tôi mò mò vô tôi coi cái trang YouTube của mấy em nó làm, bây giờ nhiều quá, ba bốn năm trang YouTube thì thôi tôi cũng mừng đi, nhưng mà cái trang YouTube chánh đó là của đạo hữu Thế Gian Pháp, mà bây giờ sửa lại cái tên của tôi luôn đó. Mà tôi thấy có những cái YouTube để trong một ngày thôi mà coi mười mấy ngàn người. Thì các huynh đệ biết là như tôi đã nói là hãy nhân duyên sanh thì phiền não sanh. Thì bây giờ cái người mà nó chống tôi ngày nay đó không phải là cư sĩ Phật tử đâu, Phật tử ngày nay họ hiểu ra hết rồi,
mà cũng vẫn là cái giới thầy chùa. Trưa nay tôi tình cờ tôi mò mò vô, tôi thấy có một cái tên nó gọi là giấy giấy máu gì, nó có dấu rồi tôi đặt giấy máu, rồi tôi đặt là giấy máu thôi. Họ nói tôi là đạo văn đạo ngôn của Hòa Thượng Từ Thông. Đạo ngôn của Hòa Thượng Từ Thông, nói cái kiểu mà gọi là nói kiểu 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 ganh tị, mà ganh tị ngu si, ngu si cái loại mà ăn bả hèm ăn cắm sấu. Cái loại mà đầu to mà óc bằng trái nho. Anh ngon sao anh không đạo văn, anh không học cách nói của Hòa Thượng Từ Thông đi, mà ngôn ngữ văn tự thì tôi với Hòa Thượng thì là thầy trò thì tôi phải học theo kiểu Hòa Thượng là một. Thứ hai nữa là người cùng miền Nam, miền Tây với nhau, uống chung dòng nước Cửu Long Giang, thì cách nói nó quê mùa, nó mộc mạc, nó không có hoa mị. Hơn nữa là người ở trong chùa từ nhỏ thì coi như là nghĩ sao nói vậy người ơi. Cho nên là tôi hồi nãy tôi cảm ơn có một Phật tử ở bên Úc Châu mới vừa trước khi giảng điện cho tôi. Phật tử này tha thiết nói là tụi con quý trọng thầy lắm và tụi con muốn cung thỉnh thầy qua Úc Châu, và đồng thời tụi con muốn đích thân gia đình để qua bên tại Hoa Kỳ để thăm đảnh lễ thầy. Tôi nói không có cái chuyện gì mà đảnh lễ hết. Bất cứ ở đâu, bây giờ cái thời đại văn minh rồi, ở đâu học Pháp cũng được, không cần nói lời kính quý, tri ân, báo ơn gì hết. Mà cứ học Pháp, mà cứ hiểu giáo Pháp và sống theo giáo Pháp, tu trong mọi hoàn cảnh. Đó là các vị đền ơn, trả ơn, trả nghĩa cho tôi rồi đó. Nếu các vị nào ở gần tôi được thì một năm vậy đó, thì về thăm tôi một lần, coi giống như cái tình nhà. Tội nghiệp hai vợ chồng đạo hữu này nói, con nghe những cái bài Pháp của thầy tự nhiên sao con cứ, trong trí não của con cứ nghĩ rằng giống như là con đã từng học với thầy, hoặc là thầy của con, hoặc là anh của con rồi ở trong cái quá khứ á. Cho nên con nghe nó thấm cả vợ lẫn chồng, cả một cái gia đình. Tôi nghe nói tôi cảm ơn. Cũng có nhiều người nói với tôi như vậy. Tôi nói đúng rồi, chắc là kiếp trước tôi cũng có từng ở trong chùa rồi, nhưng mà tại vì tôi cũng nhiều cái sân si quá, cho nên là bây giờ nó dư báo kiếp này cũng ra đời cũng phải nói là phan vậy à. Nói thẳng vậy à. Và tôi cũng nói thật với các huynh đệ là có những cái tôi học với các hòa thượng, các thầy, nhưng mà có những cái dường như nó trong trí não tôi nó tự tuôn trào. Đây là thưa thiệt chứ không có nói là đề cao mình, không có. Rồi nghe nó dạy nghe. Cho nên bây giờ có những cái bộ kinh hay những cái bài kinh là tôi nói thao thao, nói hoài, nói không không vơi cạn ý. Nhưng mà rồi chắc có lẽ là tôi cái duyên phát nguyện, bởi hồi xưa tôi có cái bài phát nguyện của tôi đó là từ hồi mà tôi mới vừa 20 tuổi thôi mà tôi viết cái bốn câu này nè: một mai lên chốn niết bàn, ai người ở lại dẫn đàn chúng sanh, dẫn đường chúng sanh, thôi thì trong cõi điêu linh tôi nguyện ở lại độ sinh muôn đời. Cái ý thức tôi ngay từ nhỏ nó như vậy đó, cho nên vậy mà chắc là tôi phải có những cái gì đó để mà tôi còn liên lưu, tôi còn có cái duyên để trở lại với cái hành tinh này, với tất cả mọi người, với quyến thuộc, những ai hữu duyên, thuận duyên cũng như nghịch duyên. Bên đó tôi chấp nhận, tôi bằng lòng, thuận cũng như nghịch, trò chơi hết. Người tu nào mà càng tu lâu năm mà càng đấu đá, càng hơn thua, càng danh lợi, càng đáp đổ, thì đó là cái thứ trẻ con. Còn người tu nào dầu tu chưa bao lâu nhưng mà lòng nó quảng đại, nó mênh mông, tâm nó rộng mở, nó thương yêu, nó dung chứa, thì đó là cái trò chơi của người lớn, của hàng trí giả.
Cái người nào mà cái tuổi mà coi như càng về già mà càng ham danh, càng háo chức, càng dựa nương cái ghế để ngồi trên, ngồi trước thiên hạ, để muốn thượng thủ là cái tay trên thiên hạ, đó là cái trò chơi của hàng trẻ con, của những kẻ hỉ mũi chưa sạch, của những kẻ mà ghen nó còn ở trong mắt. Còn người tu rồi thì thị phi như hoa rơi buổi sáng, danh lợi như 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 coi như là tuyết lạnh mùa thu mùa đông. Thấy đau đớn, thấy đau đớn. Có nhiều người tuổi tuổi ngoài 80 rồi mà không chịu nghỉ ngơi, không chịu nghỉ ngơi, cứ trải lòng làm việc mà gọi là cúng dường á ha. Rồi cái xã hội gì mà đạp đổ với nhau để rồi dạy cho con người, để rồi trò phản thầy, con phải giết cha. Trời Phật ơi, cứ nhớ cái chùa Kỳ Quang là lòng nó canh cánh vậy đó. Tôi nhắc lại cho đại chúng một lần nữa là đối với sư Thiện Chiếu, hòa thượng Thiện Chiếu hay là sư Thiện Chiếu đó, không hề liên quan gì tới tôi. Và thậm chí có những cái điều mà tôi còn không hòa thuận, đồng thuận với cái việc làm của hòa thượng nữa cơ. Nhưng mà khi đụng việc là cái bất bình là tôi phải lên tiếng thôi. Bất bình là tôi phải lên tiếng. Mà nếu như bất bình mà người giữa người đời với nhau, với người tu thì mình không nói, mà thanh trừng với nhau bằng một cái trò trẻ con, thanh trừng với nhau bằng cái văn bằng tiến sĩ, thanh trừng cái kiểu của tiến sĩ Phật học, nhục nhã, ê chề, kinh tởm, vô lề lối. Rồi bây giờ thanh trừng nhau như vậy rồi đưa cái thằng đệ tử của sư Thiện Chiếu lên, rồi nhắm thằng này nó đầy đủ đạo đức, rồi rồi đời sau đệ tử nó dòm nó như thế nào, dòng nhân quả ở đâu? Trời Phật ơi, thằng cha nó lố còn chú nó không chịu, không nổi. Mà tôi biết tôi nói về ra đó là tôi biết là không ai dám nói. Thứ nhất là người ở Việt Nam, tôi đố ông nào mà dám đụng tới ông phá pháp chủ, đệ nhất phá pháp chủ, cũng là bậc thầy tôi đó chứ không phải ai xa lạ. Mà tại vì thầy tôi dạy cho mọi người cái cách mà còn mà trò phản thầy thì tôi cũng phải lên tiếng thôi. Đau thương đến nỗi qua kia cõi này, nhục nhã, ê chề, tan tác. Nếu như khởi đụng chuyện cái mình đổ thừa là do đạo này tác động, đạo kia tác động, mà nếu đạo mình thật sự mà hòa hợp mà thanh tịnh thì tôi đố có thế lực nào tác động được. Đằng này tại vì mình tổ chức thanh trừng nhau thì thừa cơ hội đó thì người ta mới chọt gậy bánh xe để cho thanh trừng nhau, rồi để đem ra để rồi coi như đấu tố lẫn nhau. Đây là một cái trò mà từng xảy ra trong quá khứ, mà cái trò này là khỏa vô lấp miệng em, không ai có thể dám lên tiếng. Hãy đụng là chết, đụng là chết, không ai có thể dám lên tiếng. Mà tôi lên tiếng thì nói nước ngoài mày đặt xỏ mỏ về nữa cho coi. À, tôi nói vậy thôi, nói một lần này nó là bỏ, không nói nữa. Thôi thì nghiệp ai nấy mang đi. Nhưng mà nó đau thương là đau thương vậy đó. Đau thương cho cái thằng đồ đệ, thằng đệ tử. Mà bây giờ nó hớn hở, cái mặt nó nghênh ngang, cái thứ râu rìa, mặt mốc là tôi phản thần.
mà đi lên lên làm điều hành. Điều hành như vậy thì bây giờ thầy trò nó nhìn nhau như thế nào? Nhìn nhau như thế nào? Trời Phật ơi, không còn hết nói nổi, thôi giờ học đạo ấy. Mà như tôi đã nói đó, cái đám nào mà nó cái tên nào mà nó gọi là giấy máu đó, nó ngu si mà nó vô nó comment, nó chửi, nó nói ông thầy này ăn cắp cái ngôn ngữ của Hòa Thượng Từ Thông, nó kiểu ngu si vậy cũng nói. Tôi đã nói từ đầu là cái tác phẩm Tiếng Đạo Ca này là do tôi học với thầy Từ Thông thì tôi phải học giảng theo thầy tôi chứ, người dạy tôi chứ, phải chi mà nó ông giảng ngược với lời của thầy Từ Thông thì tôi sợ. Nói vậy ngu ngu cả dòng cả họ, ngu cả tổ cả tông, ngu cả đời đời ông cho tới đời cha, thậm chí tới đời mình là nó kéo di truyền tới đời con cháu sau này mà cũng nói. Bởi không không nói không được, không nói nó làm tới. Tôi nói thôi chứ tôi không có bị động, tôi nói các vị biết tôi là tôi không có bị động, nhưng mà phải nói vậy hả, nói để cho nó tẩy cái não ngu của nó, mà nó không tẩy được thì thôi, bởi vì cái não nó ham danh háo lợi. Mà tôi biết là cái tên mà comment vô đó là cái tên thầy chùa chứ không phải tên đời. Tên đời không ai dám nói gì hết trơn á. Tên đời người ta dầu người ta không ưa tôi đi nữa nhưng mà người ta nói nó cũng lịch sự, hoặc người ta không thèm nói chứ đâu có mà ngu si cái kiểu thầy chùa mà ăn ăn cặn ăn bã của ăn xương ăn máu ăn phấn của đàn na tính thí mà ngu si vậy đâu. Chọc ai đừng chọc tới ông thầy thiện tài này, ông hiền nhất thế giới mà. Chọc ông đi rồi ông nói cho mà nghe. Còn các Phật tử, các huynh đệ học Pháp với tôi cũng nói vậy đó. Các vị học Pháp là phải cương trực, thẳng thắn. Cái thời buổi này là không có vụ mà nhún nhường. Thời buổi này là coi như thời nó tới rồi, coi như là tôi nói là nó lộn hết, lộn lèo hết trơn rồi, nó trái gió hết trơn rồi. Cho nên bây giờ thời này mạnh ai nói lỗi, phải học chánh pháp của Phật thôi. Còn tôi là cái người chỉ đường, chỉ cái chánh pháp đó, các vị thực tập, các vị vận dụng. Chứ tôi không có nói mà cái kiểu mà tôi nói để mà dụ khị thiên hạ. Các vị thấy đi chùa bao nhiêu năm chưa? Và cái gì học được bao nhiêu, toàn là bị dụ khỉ, toàn là đem ra là lè các vị thôi. Bây giờ các vị phải học chánh pháp, khi nào các vị siêu việt rồi đó là vượt lên trên chánh pháp. Còn bây giờ mình kẹt lắm, cái thời buổi của mình là bây giờ phải phân biệt đâu là tà đâu là chánh. Nhớ tà là cong quẹo, là hướng ngoại, là mơ hồ, là viển vông. Còn chánh là trực chỉ thẳng cái tâm mình đi thẳng một con đường đại đạo, không có nương thần kỵ thế, không có CO CC, là không có con ông cháu cha. Thời nay là con thầy cha làm thầy con đốt sách là chuyện thường. Bữa nay học cái bài, cái đoạn 41: tâm thị căn, pháp thị trần. Các vị thấy, các vị không phải tôi kể với các vị thấy thương tôi, con mắt tôi cũng có nghiệp báo gì đó mà giờ nó lờ mờ, nó ngồi dòm chữ xác gì nè. Đó. Thôi kệ đi cho bớt thấy. Thấy mấy chục năm đủ rồi. Tâm thị căn, pháp thị trần, lưỡng chủng do như cảnh thượng ngân, ngân cấu tận trừ quang thủy hiện, tâm pháp song vong tánh tích chân. Cái bài này nghe nó đơn giản mà hay lắm ạ. Tâm thị căn, pháp thị trần. Chữ căn đây là rễ.
mà nếu nó ghép liền, nó ghép vô cái chữ căn bổn nó thì cội rễ, còn đằng này nó căn thôi, là căn rễ. Tâm thị căn, pháp thị trần, cái tâm là cái gốc, cái rễ, pháp là trần, đó là bụi. Thì bây giờ tôi hỏi các vị này, tôi cái nghĩa nó vậy là tôi giải nghĩa vậy chứ, là biết nói tôi ăn cắp cái đạo văn của thầy Từ Thông vậy là tôi giải nghĩa là sao? Không lẽ tôi giải nghĩa là căn tâm là ngọn hả? Tâm thị căn thì căn là rễ, thì hồi xưa thầy Từ Thông ông dịch là tâm sanh ra chi là rễ để sanh ra chi mạt quả hoa mai á, mà giờ tôi không có lấy nguyên văn đó, trần là sơn lâm, là đại địa, là giang hà đó. Tôi nhớ hồi xưa ông cụ dịch tới đâu là tôi thuộc tới đó vậy đó. Tâm quấy khởi sanh ra chi mạt quả hoa là từ cái gốc, mà gốc của tâm mà nó khởi lên đó. Còn trần là gì? Trần là sơn lâm, là đại địa, là giang hà. Bây giờ tôi không dám đọc á, ý đọc cái đó tôi đạo văn nữa. Đồ thầy chùa gì mà ngu si vô trí, ham mê mấy cặn bã của đồng tiền bát gạo, ganh tị cỏn con của cái thứ vô minh. Cho nên tôi nói thiệt á, ở ngoài đời nói tôi gì tôi không tức. Mà thầy chùa ngu nó phải chửi cho nó, để nó lột cái ngu nó ra khỏi cái trí não của nó. Thấy là tôi biết là thầy chùa, chứ không, người đời không bao giờ nói ngu vậy hết trơn á. Khôn cũng không ai khôn bằng thầy chùa, mà ngu cũng ai ngục bằng thầy chùa. Chửi thẳng vậy hà. Hiền là lỡ mang tiếng hiền nhất thế giới rồi, thì không có cái gì mà giấu giếm nữa hết trơn. Cho nên tôi nói các vị, thiện thì cũng ai thiện bằng thầy chùa, mà ác cũng ai ác bằng thầy chùa, hiền cũng ai hiền bằng thầy chùa, khôn cũng ai khôn bằng thầy chùa, mà ngu ngục thì cũng ai ngu ngục bằng thầy chùa. Nói vậy đó, ai ngon vô cãi đi. Bởi vì thầy chùa nếu mà tu hành mà đạo cao đức trọng, mà thật lòng vì chánh pháp của Như Lai, vì cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, thì đàn na tín thí cúng dường cơm gạo đó là gọi là cơm trắng gạo tươi. Còn mà thầy chùa mà tối ngày chỉ ăn no để đi tranh giành cái ghế để ngồi, tranh giành cái chức tước địa vị, tranh giành từng cái xác chết để mà ăn, thì đó là diều hâu, đó là quạ, đó là điêu hiu, đó là ngu, là ngục, chứ là cái gì? Ráng mà học chánh pháp, mà ngồi nói chánh pháp, dầu mình tu tới đâu không biết, nhưng mà mình ráng nói đúng chánh pháp để cho bá tánh ta nương nhờ. Nương nhờ mà ta có an lạc được, ta cúng 5-3 đồng mình ăn, trời ơi nó ngọt xớt rồi, nó không có tội lỗi gì hết trơn á. Mình đâu có đi dụ khị người ta đâu mà mình tội lỗi. Mình nói chánh pháp mình không hề vận động ai, không hề kêu gọi ai, không hề bắt buộc ai phải lo. Như tôi bây giờ là Phật tử mà mới gặp tôi mà cúng dường tôi còn quở nữa cơ. Nó thật lòng á, chứ không phải nói đó. Giờ cái chỗ tôi đang làm đó, mà người này người kia xin cúng dường đó, mà tôi không dám nhận đó. Tôi đi lượm từng cái thanh dường người ta đem bỏ ngoài đường, tôi thấy cây nào chắc về tôi biểu Phật tử phải phải cưa cái chỗ hư rồi lấy cái thanh đó là đóng vách cho tôi đó các vị. Tôi nói thành thật đó, mà tôi bằng lòng với cái như vậy mà tôi vui đó. Như hồi trưa này đi mua cái cửa sổ, đi vô cái chỗ mà Home Depot mua cái cửa sổ 20 mấy chục đồng, tôi nói không được. Đi ra cái chỗ đồ cũ mua có 10 đồng một cái cửa sổ y như vậy à. Về chịu khó lấy xà bông xịt nước rửa vẫn đẹp như trời. À, các chị thấy trời ơi, tu hành cứ việc nói chánh pháp đi, nói đúng chân lý đi. Ai có duyên thì nghe, không có duyên thì thôi, không bao giờ đói. Còn sở dĩ tôi nói cho các vị là hồi xưa mà sở dĩ tôi ráng tôi đi làm đó là tại vì cũng có tội mê ở Mỹ, cho nên phải đi làm để có tiền để trả tiền luật sư. Trời ơi, ở Mỹ như tôi làm giấy tờ cũng hơn 10.000 đô, tiền ở đâu? Ở Mỹ đâu có đi móc túi thiên hạ được. Thành ra ráng mà cài mấy năm trời, cài cho tới bị mang tai mang tiếng, để cho cái đám gọi
là ăn bá hèm ăn cắm sấu nó làm rần rần vậy đó. Nhưng mà chết thằng Tây não đâu. Nhìn nhờ vậy mà nhờ nhiều người biết tôi mà bây giờ người ta vô người ta nghe pháp ngày cả cả chục ngàn người vậy. Trời ơi, nó đã hết sức đã. Nó đã đây là không phải lợi ích gì, nó đã là mình mừng cho người ta được cái bồi bổ được cái trí tuệ, người ta có một cái sự sống mạnh mạnh mẽ. Cho nên tôi nói bây giờ là vui mừng là vậy đó. Vui mừng trong 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 cái sự tuôn trào nước mắt đã cạn rồi, giờ không còn gì mà sợ nữa. Tâm thị căn, pháp thị trần. Do cái tâm mình nó quấy khởi cho nên các cái pháp này nó trở thành trần đó, cái hiểu nghĩa vậy thôi. Do cái tâm mình nó vọng động, nó quấy khởi cho nên pháp nó trở thành trần. Trần là bụi, trần là bụi là tại vì mình nhiễm ô tâm tánh của mình, cho nên bụi trần hay là phong trần. Mà Thế Hào Nguyễn Du đấy, bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nhưng mà cái câu nói đó nghe nó hay, rằng hay thì thật là hay, chứ nó đạo Phật không có sử dụng câu đó. Đạo Phật không có chơi mà bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao, không có. Đạo Phật không có ai cho hết, do mình biết làm mọi phước lành thì tự động phước lành giàu sang vinh hiển. Cho nên đó, còn do mình tạo cái nhân thất nhân ác đức thì những cái quả báo ê chề đau khổ tật nguyền đuôi mù sức mẻ nghèo khổ thối tha nó trả cho mình vậy thôi. Không có trời nào phạt, không có Phật nào cho, không có trời nào cho, không có quỷ sứ diêm vương nào phạt. Hành tàng hư thật tự gia tri, quả phước nhân do cánh vấn thị. Cái chuyện mà việc làm hành động của anh á, cái hành tàng đó hư hay là thiệt tự mình biết. Quả phước nhân do cánh vấn thì cái quả cái phước mình đừng hỏi ai, đừng hỏi người nào hết, do mình. Một khi mà nếu mình có định tĩnh rồi đó mà mình muốn làm một điều gì đó thì mình đã biết nó là đưa tới quả hay đưa tới phước rồi cái các gì. Đối với tinh thần nhà Phật vậy đó, chứ đừng có hỏi chứ tôi làm vậy có phước hay có tội quá. Mình làm cái gì đó mà lưu tâm lương tri mình mà nó an lạc, nó không có cắn rứt, nó không có sợ hãi, nó không có âu lo là đó là có phước á. Còn mà mình muốn làm cái gì đó mà lương tâm mình nó sợ sệt, nó hãi hùng, nó dằn vặt, đó là có tội đó. Mỗi khi mà mình nghĩ cái gì mà muốn hại người, thù hận, độc địa, có cái ý mà để mà triệt người này triệt người nọ, thanh trừng người kia, đó là quả đó. Đừng có tưởng đâu mà mình thanh trừng người ta, mình có ý chà đạp người ta, mình có ý coi như là đưa người ta vào chỗ chết là mình sướng đâu, không có đâu. Các vị nhớ là giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, không mất đâu. Cho nên các học trò, các Phật tử mà thật sự mà quý tôi thiệt á, là không cần khen tặng tôi, mà quý tôi thiệt là phải nghe những cái gì mà phải các vị phải suy nghĩ để gan lọc, để cho cái mai mình nè, cái não mình nè, nó thanh thoát, nó thơ thớt. Cuộc đời này không có chuyện gì mà phải sợ hãi lo âu, vì cuộc đời con người cuối cùng ai cũng phải đi tới con đường tử, và chết cũng có một lần, thì cái gì mà phải lo với sợ chứ. Cái chuyện khen chê phải quấy tốt xấu là trò trẻ con. Cho nên tâm thị căn, pháp thị trần. Tâm mà vọng động cái gọi là cái từ cái gốc, từ cái rễ mà nó rung lai rồi thì cái cây nó héo gầy. Tôi trồng ớt đây nè,
tôi có mấy cây ớt mà nó có trái rồi mà nó chết là tại sao? Tại vì á, cái rễ nó lung lay, nó nắng quá mà mình tưới ở trên mà nó không chịu rút xuống dưới thì thành ra nó nóng hực hực thì cái rễ nó chết, mà cái rễ ở dưới nó khô thì cái ở trên bắt đầu nó chết chết dần, chết mòn, chết khô, chết héo. Các Phật tử dầu là tăng ni hay là Phật tử tại gia cũng vậy, các vị mà không giữ cái tâm mình mà cho nó thanh thản, mà cho nó thiện, mà cho nó tốt lành với nhân quần xã hội đó thì cái giống như là cái ớt vậy thôi, là tự động ở trên nó khô nó héo, mà tới chừng nó khô nó héo rồi là không cứu nổi, không cứu nổi. Cái bài tuyệt vời không các vị? Tâm thị căn, pháp thị trần. Tâm là căn, pháp gọi là trần. Pháp sao gọi là trần? Trần là bị nó nhiễm ô mới là trần, cho nên nó lục trần. Nhưng mà nói câu là lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác, lục trần mà mình không có ố quen thì coi như mình hoàng đồng chánh giác. Cái câu gì ta, cái câu gì mà câu thứ hai mới lục trần bất ố hoàng đồng chánh giác, nhược thủ nhất thừa vật ố lục trần, mà lục trần bất ố thì hoàng đồng chánh giác. Nhược thủ nhất thừa là nếu như chúng ta giữ được cái đạo nhất thừa rồi đó thì vật ố lục trần, vật nó không có ố quen, không có cái gì gọi là trần á, đừng có chạy trốn. Trốn ở đâu cho được, tu không cần lên non, không cần xuống biển, tu ngay nơi hiện tại. Tôi cho nên sư ông Thanh Từ có cái bài là tu trong bận rộn đó. Tôi nhớ hồi 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 những năm tôi còn nhỏ tôi nghe, rồi tôi nghe băng cassette mà nghe cái băng đó mà tôi mê luôn, tu trong bận rộn. Những cái năm mà sư ông mới vừa giảng giảng lại đó, chứ không phải là sư ông giảng mấy chục năm, mà khi mà sư ông được được giảng mà được thâu băng, được cho phát hành, nhớ có cái băng tu trong bận rộn, rồi tu trong mọi hoàn cảnh, rồi xưng trong cửa thiền. Trời đó tôi nghe mà cái băng nghe tới nghe luôn mà nó nhão luôn, mà nó mê ly luôn. Rồi đó mà mượn được cuồng băng nghe chứ đâu có tiền mà sang cuồng băng. Thời đó nó khó khăn trần thân mà. Nên đây trong này có mấy vị lớn tuổi, ai mà từng mấy chục năm về trước đó, nhớ rằng là nghe được cái băng mà tu trong bận rộn của sư ông Trúc Lâm đó. Tâm thị căn, pháp thị trần, lưỡng cái câu thứ hai là lục trần vật bất ố, lục trần bất ố thì hoàng đồng chánh giác, lục đừng đừng có bị lục trần nó làm ố quen thì coi như hoàng đồng chánh giác. Bởi vì gì gọi là gì, nhân bất mê hoa mà hoa tự mê, ôi gì hoa bất mê nhân mà nhân tự mê. Đó, cái câu tuyệt vời. Nhân bất kiểu như nó là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, mà sắc bất ba đào dĩ nịch nhân. Cho nên tâm giới khởi thì bao nhiêu là tư tưởng, gọi là căn là do sanh ra cành lá quả hoa, là cái câu này của sư ông Từ Thông dịch. Pháp là bao la, là sơn hà là đại địa, ở là núi sông là đại địa giang hà. Trần là bụi vì nó làm nhiễm ô tâm tánh. Đó lời của sư ông Từ Thông dịch đó. Tôi nói ra cái nói tôi ở cấp văn nữa à. Không lẽ mỗi lần tôi nói ra tôi nói lời này của sư ông Từ Thông. Thì đó, cái đây là cái tác phẩm mà sư ông tâm đắc, mà hòa thượng coi như là dạy cho bao nhiêu thế hệ, và trong đó có chúng tôi, mà thời của tôi thì hòa thượng mới dịch ra cái phần văn vần. Còn trước cái thời trước trước cái khóa học trước cũng như là thời hòa thượng giảng, từ thời mà nếu ai mà từng học với sư ông Từ Thông á, mà các vị biết là học cái chứng đạo ca, mà cái năm mà sư ông và giảng Vĩnh Nghiêm lần đầu á, 16 băng cassette mà giảng bằng cái văn Hán không à, rồi phân tích chứ không có dịch ra thơ. Lúc đó sư ông chưa có dịch ra tác phẩm thi ca,
mà sư ông chỉ đọc à, thí dụ như là quân bất kiến tiệt học vô vi, nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, thật tánh vô minh là Phật tánh, ảo hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Rồi cái sư ông phân tích ra là sư ông nói vậy rồi, rồi nguyên cái tác phẩm thì chỉ có 16 băng cassette thôi, tôi nhớ rất rõ ràng. Lần thứ hai sư ông giảng, khi sư ông dịch tới đâu là tôi thuộc tới đó, như tôi đã nói các vị đó, là sư ông mới giảng từng bài, mới ra mấy chục cuộn băng cassette. Cái thời đó chưa có đĩa đốm gì hết đó, chưa có máy ghi âm gì hết đó, thâu bằng cái máy radio băng cassette. Cho nên tâm thị căn pháp thị trần, lưỡng chủng do như cảnh thượng ngân, quang cấu tận trừ, ngân cấu tận trừ, quang thị hiện, tâm pháp song vong lý tức chân. Lưỡng chủng do như cảnh thượng ngân là do tâm và pháp nó dính nhau, nó bám nhau, cho nên nó mới gọi là pháp trần. Chứ bây giờ thí dụ tâm chúng ta không có cái gì bám ở trên thì sao gọi nó là trần? Thí dụ như các vị nhìn mọi cảnh vậy là các vị tự tại hồn nhiên vậy, nó chỉ là pháp, nó chỉ là cảnh thôi. Còn mà nếu mà các vị nhìn mà các vị đam mê, các vị lưu luyến, các vị lấy bỏ, các vị thương ghét thì nó quá thành trần, các vị hiểu không? Cho nên nếu mình học đạo á, mình gọi lục trần thì tại vì mình đọc cái danh từ nó quen thuộc, chứ thật ra lục cảnh, sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh, đó là sáu cảnh. Nhưng mà nếu mà sắc cảnh này mà mình mê sắc, mình đắm đuối với sắc thì nó trở thành sắc trần. Thinh, mình nghe mà cái tiếng lòng mầu nhiệm, gọi là nó không có chuyện gì ngăn ngại thì đâu có gọi là trần. Nghe cảnh chứ. Nhưng mà mình nghe rồi cái mình nhớ rồi cái mình suy nghĩ cái mình giận, mình vừa thương, mình ghét, mình rối bời bởi cái sự nghe đó thì nó lại là trần. Mà trần đây lắm khi gọi là trần sa hoặc, chứ hoặc là sai lầm. Có người thì trần nó nặng nề, có người thì trần sa hoặc. Ví dụ như tôi vậy đó, tôi thường nói tôi bị trần sa hoặc là tại vì nó dính mà nó dính không có lâu. Hãy nói ra rồi cái thôi à, nhẹ lòng à. Còn có người không nói được nha, không nói được mà nghiến răng triệu trẹo rồi, niệm Phật mà cầm chuỗi mà vuốt sâu chuỗi nó muốn đứt sợi dây vậy, nghiến răng triệu trẹo. Nói mà không hở hàm răng. Mình nói ra rồi thôi à, thành ra mình bị trần sa hoặc chứ không có bị trần nịch, không có bị trói. Cái bước tu của mình có tiếng là ở chỗ đó đó, có tiếng, có thăng tiến đó. Nói rồi nghĩ, giận nói giận, thương nói thương, rồi nghĩ. Không để chữ thương lưu luyến, không để chữ giận làm quấy nhiễu tâm hồn. Mà tổ sư Huệ Năng nói là thương ghét không để lòng, duỗi thẳng hai chân mà ngủ. Tu vậy đó mới gọi tu. Tu mà miệng thì nam mô, mắt thì liêm diêm, mà trong bụng nó trời ơi nó đau từng đoạn, nó ráng nói chuyện mà nó nghiến răng trời ơi, ráng mà dùng mình như giống như như mà con cá kèo mà bị lấy tro mà đánh nhớt vậy thì tu chi. Cho nên tôi không có tu kiểu đó. Tôi không có tu kiểu đó. Tu là phải thật lòng, thật tánh, nghĩ sao nói vậy, có sai thì sửa. Ai trên đời này không sai? Ai trên đời này nói tôi tu tôi không tắm không? Tu thì nó dơ, dơ thì tắm. Tắm thì nó sạch. Vậy à. Nó thiệt lòng vậy à. Bởi vì tôi nói vậy cho nên nhiều người ghét lắm.
Nhưng mà đổi lại cũng không phải là ít người thương đâu. Bây giờ là tôi biết là cái người mà hiểu tôi rồi, thương tôi rồi đó là tôi biết là hàng rào. Hàng rào này không phải hàng rào dừa đâu nghe. Từ trong nước có tới ngoài nước. Bây giờ tôi đâu có xúi Phật tử làm bậy đâu, tôi đâu có xúi các vị đi nói càn nói quấy đâu, tôi đâu có xúi các vị mà đi chửi tăng ni hay gì đâu. Chỉ nói cho biết, biết để mà biết rồi thôi. Để mà bạn lành thì nương cậy, mà thầy tà thì lánh xa, vậy thôi. Nhân cáo tận trừ quan thể hiện. Nhân cáo là nếu như mình có lỡ bị cáo quế rồi đó thì mình phải tận trừ, là mình phải ráng mà lau. Khi mình lau sạch rồi thì tự động gương nó sáng hà. Cho nên sư ông Từ Thông mới dịch là gương lòng sáng xưa nay ta sẵn có, mặc cho bụi mờ gì đó. Đó sư cô Hà Diệu Hải nhớ không? Gương lòng sáng xưa nay ta sẵn có, mặc cho bụi mờ ta chẳng quan tâm, để ngày hôm nay ta có cơ hội lau chùi đó. Mình tu là mình lau chùi mà. Chứ chứ mình bây giờ tu ai dám nói ngon như kiểu Lục Tổ Huệ Năng nói liền coi, nhảy một bước tới trời tôi coi có ai mà ngon nhảy một bước tới tới mái nhà tôi phục à. Bây giờ anh em huynh đệ chúng ta là tu là phải bắc thang cho cứng, mình leo từ từ mà mình phải ráng mình leo, ráng leo leo leo. Đừng có tu nhảy một bước từ đất mình nhảy lên mái nhà, sợ nó không tới mình nó dính dây điện làm cái xèo. Đó. Cho nên gương lòng sáng xưa nay ta sẵn có, mặc cho bụi mờ gì đó, ta cũng chẳng chẳng thèm bận bận tâm chi đó. Mà ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, mình tu là mình có cơ hội lau chùi. Mình lau chùi rồi cái rồi rồi tâm pháp song vong thì tánh tức cho, làm cho tâm mình nó bừng sáng trở lại. Mình nhìn các pháp đó là cái cảnh tươi vui, bởi vì Phật tánh thì tại hữu tình, mà pháp tánh thì tại vô tình, mà Phật tánh và pháp tánh nó song vong. Nó luôn luôn gần gũi, nó không rời nhau. Bây giờ tại mình chấp cái này, mình lấy cái này, mình bỏ cái kia, mình thương cái người này, mình ghét người nọ. Mình cứ mình bị đối đãi như vậy cho nên nó làm cho đối nghịch nhau. Còn thật sự nó không có gì đối nghịch nhau hết trơn. Cuộc đời này không có gì đối nghịch hết trơn. Cứ việc vui vậy. Thôi tới đây nghỉ được rồi, mệt rồi, không thèm nói nhiều nữa. Nói nhiều đó là đủ đủ vốn rồi đó. Đủ vốn cho Phật tử sử dụng. Tuần sau gặp tiếp về chứng đạo ca. Ngày mai thì chư huynh đệ học với tôi về những cái bài kinh sơ thời của Đức Phật. Thứ hai thì tôi có quý Phật tử ở thủ đô Hoa Kỳ tới thăm. Thì tôi cũng họ muốn nghe pháp thì tôi cũng hướng dẫn một bài pháp. Thứ ba học kinh Pháp Bảo Đàn. Thứ tư nghỉ. Như vậy thì coi như một tuần bây giờ tôi chỉ thoải mái thảnh thơi ngày thứ tư. Chiều thứ hai đi cho chim ăn. Chiều thứ hai kỳ này tôi đi ra con phà, bến phà, tôi muốn ngồi trên chiếc phà, ngồi trên cái sao sao dòng nước biếc, như nhớ cái bến sông Tiền, bến Bắc Cần Thơ. Thải vô đó 2 đồng bạc, phải đưa 2 đồng bạc ngồi. Chiều thứ hai tôi quay cho các vị coi. Y như vậy mà tôi ước ao bao nhiêu tháng ngày mà chưa ai chở tôi đi được hết. Kỳ này có Phật tử ở xa tới thăm tôi, nghe pháp tôi rồi chở cho tôi đi coi bến phà. Đó là tôi thấy vui rồi đó các vị. Thôi. Chúc các vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.